Trong thương mại điện tử á, thì tỷ lệ chuyển đổi là một yếu tố rất quan trọng trong thương mại điện tử, giống như kiểu là làm sao để mình bán được hàng ấy đó. Thì anh cũng bán rất là lâu ở trên Lazada rồi, thì cái kinh nghiệm của anh tỷ lệ chuyển đổi nó phụ thuộc vào một số yếu tố. Đầu tiên thì là về giá, thì mọi người thường nói là giá rẻ, nhưng mà với bọn anh thì là giá tốt. Giá tốt nghĩa là sao? Giá tốt cộng với cả dịch vụ tốt đó. Em hiểu rồi. Đó đó à, bởi vì bây giờ thị trường phát triển rồi mà, người nào không Vâng. quan trọng giá rẻ quá đâu Đúng rồi. đó. Thứ hai nó liên quan đến phí ship Dạ. đó. Bởi vì mua ở trên sàn là mọi người rất mong muốn được free ship, ai cũng mong muốn điều đó. Em cũng thế, em cũng thế. Mình cũng thế đúng không? Vâng. Thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà free ship mắc Dạ. là một bài toán rất là hay, nó Và là em sự thấy nó cũng quan trọng đúng không anh? nó quan trọng, và thứ hai là nó tiết kiệm được chi phí nhỏ bán hàng, Dạ. bởi vì nó là sự chia ba ra mà. Lazada mất một phần, người bán hàng mất một phần Dạ. và người mua mất một phần, thì tiết kiệm chi phí cho mình đó. Yếu tố thứ ba mà anh thấy đến nó là về hình ảnh nội dung đánh giá của sản phẩm. Cái đó thì đương nhiên là bây giờ anh em mình mua mà cũng đâu có thể sờ vào sản phẩm đâu, chỉ có xem được đánh giá của người mua trước là họ đánh giá là sao mình mua thôi đó. Yếu tố thứ tư thì anh thấy là về cái local vùng. Anh em mình bây giờ mua rất muốn nhận hàng nhanh hơn, Vâng, đúng là vậy. ai cũng muốn nhận hàng nhanh hơn đúng không? Thì là nếu như mà mình có khả năng thì mình nên phát triển kho ở các điểm như Hà Nội, Sài Gòn hay là Đà Nẵng chẳng hạn, Dạ, tức thì là khi mình sẽ đó làm đa kho. nó làm đa kho thì nó tiết kiệm được cái chi phí ship Vâng. và cái thời gian giao hàng lại Dạ. đó. Cái thứ năm thì anh nghĩ là đến các cái chỉ số mà vận hành của gian hàng, Vâng. bởi vì em có thấy rằng là ở ngoài trang chủ, khi mà khách hàng vào trong gian hàng á, nó sẽ có những cái chỉ số ví dụ như là tỷ lệ chat này, Dạ. thời gian giao hàng này, Vâng. rồi là đánh tích cực cho gian hàng chẳng hạn. Dạ. Thì đấy là năm cái yếu tố mà anh nghĩ rằng là nhà bán hàng cần phải quan trọng Vâng. để tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi lên, bởi vì tăng được cái đó lên thì bán được nhiều hàng hơn. Vâng, tức là mình sẽ chú tâm năm cái yếu tố đấy để cải thiện cái tỷ lệ chuyển đổi. Bởi vì Đúng đôi rồi. khi khách hàng mà vào gian hàng của mình rồi mà người ta thấy một trong các cái yếu tố đó nó gọi là nó chưa chưa được hợp với họ lắm thì có thể nó sẽ làm cái gọi là một cái nhân tố mà làm Đúng mất rồi, đi đúng cái rồi. tỷ lệ chuyển đổi Gọi của là mình đúng không sao ạ? ta, gọi là khi mình đã lăn tăn rồi thì đi Vâng. sang nhà hàng khác mua. Vâng đúng rồi, kiểu đã không hợp mắt Đúng là đi luôn á. rồi, đúng rồi. Vâng, thì em cảm ơn sự chia sẻ của Ok. anh và hy vọng rằng là cái sự chia sẻ này thì sẽ giúp ích cho nhiều seller còn đang lăn tăn trong cái việc là làm thế nào để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của họ nhé. Rồi, các bạn người. Thank you.